Và xin được chào mừng tất cả các bạn, chúng ta đang đến với trận đấu ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Và đây đang là những sự chuẩn bị cuối cùng của trọng tài bắt chính trận đấu để trận đấu trận đấu 3 của hai đối thủ, đó là tại Tokyo FC cùng với đội bóng Bắc Hồ FC. Lại một đường chuyền gỡ nhận cho cao thủ tại Tokyo, quả dứt điểm từ xa không vào. Đó là dứt điểm tốt. Đúng chủ động băng ra đến từ người đang bắt chính trong khu gỗ của cao thủ Bắc Hồ. Một quyết định kịp thời, đây là tay lưỡi. Đúng đẩy bóng rất kịp thời. Một quả đá cẩn thận. Rất tốt. Rồi từ rất sớm. Đó là những khả dứt điểm cẩn thận. Lại một cơ hội đưa dành cho các thủ tại Tokyo. Không được. Lại một cơ hội đã bị đưa dành cho các thủ áo tím. Đây là tay lưỡi. Vẫn còn tay lưỡi càng ơn. Không vào. Thất điểm. Đã chưa thể vượt qua được hàng rào tình huống vừa rồi. Vẫn đang là cao thủ tại Tokyo. Tay lưỡi không vào. Phát quậy. Đã là những cơ hội lấy bóng dành cho các cầu tại Tokyo, không vào. Thực sự cẩn trọng cái lúc này, 1-0 dành cho các cầu tại Tokyo. Và là bàn đến từ vị trí của số 2, đó là Hán Phát. Và dứt điểm cẩn thận, những cuộc dứt điểm liên tiếp trước đó đến từ phía các thủ tại Tokyo đã không thành công. Như lần này với pha tranh chấp cùng với Tùng Còi, thì số 2 đã có cho mình cơ hội đoạt bóng. Và pha dứt điểm cẩn để giúp cho tại Tokyo đã vươn lên dẫn trước đối phương. Một đợt lực tích cực vẫn mang đến cho trận đấu này. Lại một cơ hội nữa dành cho các thủ Bắc Hồn. Một đều. Đó là tình huống dứt điểm của Anh Sang. Và dứt điểm đưa bóng đi vào góc xa. Sau tình huống vừa rồi, Anh Sang cũng là người sẽ được rút ra nghỉ. Một pha dứt điểm cực kỳ chuẩn xác. Một đều đang là tỷ số hiện tại của trận đấu này. Đã là Văn Quỳ. Nỗ lực để đưa bóng pha người đến từ vị trí của số 66. Cơ hội quay trở về cùng với tại Tokyo. Không vào. Bài vừa rồi của các thủ tại Tokyo đã giúp cho có cơ hội phản công. Vẫn đang là các thủ tại Tokyo. Thế không? Không vào. Tại hội đã rất nhanh chóng thu hồi bóng ở tình huống vừa rồi. Gọi lên bóng dành cho các thủ tại Tokyo. Quạt bóng dứt điểm vào. Sự đó là một tình huống xử lý rất hay. Một nỗ lực đi bóng và kéo gầm. Một nỗ lực để đánh lừa cầu thủ đội bạn để mang đến bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-1 cái lúc này dành cho team tại Tokyo. Phải là một tình huống xử lý cực kỳ khôn ngoan. Tại lỗi là người đã có pha xử lý vừa rồi. Và đã bị thuộc về cao thủ Bắc Ổn ngay lúc này. Đó là đường chuyền không vào. Sự áp sát đến từ số 3 Tuấn Anh. Đường chuyền tốc. Không được, tại lỗi đã cắt bóng. Vẫn đang là tại lỗi không vào. Nỗ lực xoay sở vẫn đang là rất tốt đến từ cao thủ Bắc Ổn. Họ đang rất muốn tìm đến bàn thắng để sang bàn tỷ số. Đây là cơ hội đường chuyền ngang. Không phải là pha dứt điểm. Vật quyết không vào. Đã là các thủ team tại Tokyo. Nếu như có bàn thắng thì điểm hiện tại họ sẽ chấm dứt tất cả đội với các thủ Bắc Hồ. Và còn đã là Thế Hùng không vào. Cổ chức điểm không vào.